Ngày 14 tháng 11, tại Diễn đàn Trẻ Em Quận Đống Đa năm 2023, các đại biểu trẻ em cũng đã gửi những thông điệp nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho thiếu nhi. Tham dự chương trình có đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, cùng đại diện nhiều phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc quận. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của hơn 100 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của quận Đống Đa đến từ các liên đội trực thuộc. Phát biểu khai mạc diễn đàn trẻ em, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: đây là sự kiện hết sức thiết thực và có rất nhiều ý nghĩa, là cầu nối giữa trẻ em với các nhà quản lý nhằm tạo nên sự gần gũi để các em bày tỏ ý kiến, góp phần khẳng định quyền được tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em. Hôm nay sẽ là phiên giao lưu đối thoại giữa những người làm công tác quản lý ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến trẻ em và 120 bạn nhỏ có mặt tại diễn đàn này. Với tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ em, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện một cách toàn diện và đầy đủ nhất. Cùng với xu thế và điều kiện phát triển chung của thủ đô và đất nước, trẻ em của thành phố chúng ta cũng như của quận Đống Đa hôm nay ngày càng nhận được sự quan tâm, bảo vệ, chăm sóc nhiều hơn từ gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Đây là sự kiện hết sức thiết thực và có rất nhiều ý nghĩa, là cầu nối giữa trẻ em với các nhà quản lý nhằm tạo nên sự gần gũi để các em bày tỏ ý kiến, góp phần khẳng định quyền được tham gia của thiếu nhi vào các vấn đề của trẻ em. Trong khuôn khổ diễn đàn trẻ em, các đại biểu thiếu nhi đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan trọng liên quan đến trẻ em. Đó là trẻ em tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hiện nay khi xảy ra tình trạng bạo lực học đường thì có nhiều bạn học sinh khác còn thờ ơ, đứng xem và không can ngăn hay đi báo ai giúp đỡ, thậm chí còn quay chụp lại. Cháu thực sự không hiểu tại sao các bạn lại vô cảm trước những hành động bắt nạt như vậy. Tại sao không ai dám đứng lên trước những hành động xấu đó để bảo vệ bạn của mình? Và việc này có cần phải đưa vào nội dung giáo dục kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp không ạ? Tại phiên thảo luận, đối thoại, đại diện lãnh đạo quận Đống Đa, cơ quan, đoàn thể có trách nhiệm trong công tác trẻ em đã lần lượt trả lời nhiều câu hỏi từ các đại biểu nhỏ tuổi về những vấn đề thời sự được các em quan tâm. Vậy là chúng ta đang sống trong một môi trường rất nhiều những điều tích cực, và đâu đó có hiện tượng bạo lực. Và chúng ta khẳng định một điều, việc hiện tượng bạo lực này thực sự là chưa đến mức phổ biến, và nó đang ngày dần dần được đẩy lùi. Và việc này không phải ngày 1, ngày 2. Chắc chắn không phải ngày 1, ngày 2. Chúng ta không thể ngồi đó chờ đợi nó đi qua. Chúng ta cũng không thể trông chờ vào bất kỳ một cá nhân nhỏ bé nào nếu chúng ta không trông chờ vào hai người. Thứ nhất là chính bản thân mình, và thứ hai là tập thể của mình. Cùng với đó, nhiều ý kiến mong muốn trẻ em được tạo thêm nhiều kênh thông tin, truyền thông để chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của trẻ em. Đại biểu trẻ em kỳ vọng có thể xử lý nghiêm những người lừa đảo và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Cuối cùng là tổ chức nhiều hơn hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em. Lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến của các em, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt đề nghị các cơ quan, đoàn thể của quận Đống Đa phải quan tâm nhiều hơn đến các ý kiến của trẻ em một cách kịp thời, nghiêm túc và có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các em tận tình, sâu sát, thiết thực và hiệu quả, bởi các em chính là những mầm non tương lai của đất nước. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa trao tặng quà tới các em học sinh tiêu biểu, đại diện cho nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị quận, trường phổ thông cơ sở xã Đàn và 37 liên đội các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận.